Rồi, Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2018 thì em có cập nhật đợt lan mới này về. Và trước tiên để em giới thiệu các mặt hàng thì em giới thiệu về em là em tên là Triệu Ngọc Bền nhá. Em ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Và mọi thông tin liên hệ đặt hàng với em thì các bạn hãy gọi vào số điện thoại là 0984754102 nhé. Em nhắc lại số điện thoại là 0984754102 nhé. Và hình thức bán hàng của em là em sẽ gửi hàng và giao hàng thanh toán tận nhà cho các bạn ạ. Đấy, đấy là hình thức giao hàng gửi hàng ship code đấy ạ. COD, gửi COD đấy ạ. Và bây giờ em đi vào giới thiệu từng mặt hàng cho các bạn luôn. Hôm nay em có cả những hàng dề mà em đã ghi sẵn ở bên kia và có cả nghệ tâm nhé. Nghệ tâm cây đang nụ đây. Như đây em sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại. Như đây là cái hoàng thảo Thái Bình. Loại hoàng thảo Thái Bình này cây đã xuống lá hết rồi và bây giờ đang cho lên những cái mầm con nhé. Đây những cái mầm con này rất to khỏe. Đây là những cái mầm con mà rất to khỏe đấy ạ các bạn nhé. Và cây đồng thời cũng đang cho nụ, đang sưng những cái mắt nụ rất nhỏ thôi các bạn nhé. Đấy, ở ngay chỗ ngón tay trỏ của em đây là một cái mắt nụ mà sau này nó sẽ ra một cái chuối nụ. Có những cây thì nụ nó cũng nhìn khá hơn ở đây. Đây, như thân này là được tận hai vòi nụ luôn nhé. Đây là những cái mắt nụ đã sưng nứt ra. Và cái dòng hoàng thảo Thái Bình này thì hoa nó gần giống với cái hoa long nhãn nhưng mà màu hoa của nó nhìn khá đẹp hơn. Cái kiểu cách thân cây và thân lá và mùa hoa đều giống cái dòng thảo hoàng thảo long nhãn nhưng mà màu hoa của nó là màu hoa đẹp hơn, nhìn theo cảm nhận của em là nhìn nó đẹp đẹp hơn cái long nhãn. Cái long nhãn là màu vàng, còn cái này thì hơi ngả ngả về hồng một tí. Đấy, như cái hoàng thảo Thái Bình này em bán giá là 150.000 1 kg thôi ạ. Cây đã xuống hết lá và bây giờ đang cho rất nhiều chồi non ở gốc nhá. 150.000 1 kg. Còn đây là cái giáng hương Vanda. Giá cũng là 150.000 1 kg nhá. Đây, giáng hương Vanda. 150.000 1 kg. Loại cây này thì hết mùa hoa vừa rồi rồi đây. Thì đây hầu như đều là những cây nhỏ nhưng mà lá xếp nha các bạn nhé. Thì em bán giá là 150.000. Còn loại mà to đẹp hơn nữa thì có giá đến 250 đến 300 đấy ạ các bạn nhé. Nhưng mà cái loại này thì em bán giá là 150.000 thôi. Loại cây cho hoa rất thơm. Và đây tiếp theo em giới thiệu cái hoàng thảo môi tua. Cái hoàng thảo môi tua em cũng bán giá là 150.000 1 kg ạ. Cây xanh bướt rất nhiều lá, đã được cắt bớt những cái thân già nhé các bạn nhé. Thân già và rễ đều cắt tỉa gọn gàng cho các bạn. Đấy. Đấy sẽ có những cả những cái rề mà rất nhỏ nhoi như này. Và cũng sẽ có những rề nó tựa như này, tại vì cái dòng này thì nó không có rề to như các bạn nhé. Đấy, những rề này đều được cắt hết thân già đi này. Nói chung là chỗ dân khai thác họ cũng khai thác cắt tỉa rất 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 cẩn thận, rất tốt. Đây là cái hoàng thảo môi tua nhá các bạn nhé. 150.000 1 kg. Và đây là cái hoàng thảo kiều vàng. Cái hoàng thảo kiều vàng thì em bán giá là 200.000 1 kg nhé. Hoàng thảo kiều vàng thì bây giờ cũng đang là mùa cho nụ. Đây, có một số thân là đang có nụ đây các bạn nhé. Nụ ở chỗ ngón tay trỏ của em. Hoàng thảo kiều vàng em bán giá là 200.000 một cân. Và em có một rề kiều vàng đây là rơi vào 4 kg nhé các bạn. Một dề kiều vàng rất to này. Rơi vào 4 kg và cái này em bán giá là 900.000.
Đây là một dề nhé, các bạn nào mà thích dề to đẹp để mà chấn vườn thì lấy dề này về ghép thẳng vào một trụ gỗ nào đấy, xong rồi mình treo chấn vườn là rất đẹp. Và cây cũng đang cho nụ rồi, hoa ở đây có một số thân là đang cho nụ đây các bạn ạ, đẹp trông ngón tay trỏ em nụ đây. Và một số nụ nào nó to quá đây, thường là nó hay bị gãy nụ các bạn ạ. Nên là như dề này là chắc chắn nó sẽ có mấy thân để chơi hoa luôn, tất cả đều là còn thân lá hết nha các bạn nhé, tất cả đều là thân đang lá và có khả năng chờ cho hoa đấy ạ. Cái loại kiều vàng này thì bây giờ nó vẫn nở dai dẳng, từ giờ đến tháng 8 thì nó mới hết hoa kiều vàng. Thì em bán giá là 900 nghìn nhé, kiều vàng nhé. Và đây em có thêm mấy phần, cái này là lan hoàng thảo nghệ tâm nhá, cây cũng đang cho nụ nhá các bạn nhé, cây đang cho nụ nhưng mà nụ bây giờ to nên là cũng bị rụng nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn thoải mái được xem hoa trong mùa này. Như chỗ phần này nó rơi vào 1 kg, em bán giá là 300 nghìn ạ, hoàng thảo nghệ tâm nhá, 300 nghìn nhá, thân lá rất nhiều luôn ạ. Như chỗ này thì xuống hết lá này, như chỗ này xuống gần hết lá, tại vì chỗ này là kiểu thân nó phơi nắng thì nó xuống lá cũng đang rất nhiều nụ nhá. Em bán tất cả luôn nhá, tất cả chỗ này là 300 nghìn ạ. Còn đây em có một bó da báo, vừa rồi thì rất nhiều bác dặn em lấy da báo nhưng mà thực sự là cái tờ giấy em ghi số điện thoại của các bạn là bị mất đâu rồi, nên là em cũng không 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 còn số điện thoại để gọi lại. Bó da báo này em bán giá là 250 này. Đấy, cũng có hai vòi nụ nhé, cái vòi nụ này bị hỏng mất rồi, còn một vòi nụ, còn đúng một vòi nụ các bạn ạ, 250 nhé, cái bó da báo ấy. Và em còn dề kim điệp nhé, dề kim điệp đây, đây em đề là dề số 2, dề kim điệp số 2 nhé. Dề này thì em bán giá là 450 đấy ạ. Dề này rơi vào 1,5 kg nhá các bạn nhé. Dề này rất đẹp. Về các bạn chỉ việc ghép vào khúc gỗ hoặc cái trồng đặt luôn trên giỏ là nhìn rất đẹp ạ. Cho nó đứng vậy là nhìn rất đẹp. Đấy, dề đẹp. Và đây là dề kim điệp số 1. Em bán giá là 500 nghìn nhá. Dề kim điệp số 1 nó rơi vào 2 kg. Nhớ các bạn nhé. Đây. Lúc ta ghép chúng ta sẽ ghép một đứng này đấy, như đây họ bóc cổ đây, họ bóc từ trên cổ rừng về đây, và cái mầm cây con đang mọc rất khỏe ở dưới này đấy, xanh mọc xanh mướt mà ở dưới gốc này đấy. Dây này em bán giá là 500, rơi vào 2 kg nữa. Đấy, hàng dề thì hôm nay em có những dề như này thôi. Và tiếp theo em giới thiệu là cái nền lan ngọc thạch. Lan ngọc thạch hôm nay chỉ đủ giả hàng cho khách hàng thôi ạ. Lan ngọc thạch có giá là 200 nghìn. Còn đây là cái ý ngọc nhá. Đây là lan hoàng thảo ý ngọc và cây cũng đang cho nụ nha các bạn nhé. Cái ý ngọc này em bán giá là 250 1 kg ạ. Hoàng thảo ý ngọc ạ. 250 1 kg. Đấy, hàng về còn nguyên bó này, rất nhiều mầm. Trong lúc gửi hàng thì có một số bó nào mà đẹp đẹp thì em sẽ đóng gói hàng luôn mà không cần phải cởi ra kiểm tra nhé. Như những bó này sẽ không cần phải cởi ra mà kiểm tra hàng nữa, mà em sẽ gửi hàng luôn cho các bác. Như cái một bó này nó rơi vào độ khoảng hơn 1 kg, 1 kg. 1 kg chúng ta mới ghép được một bảng gỗ đẹp luôn. Đấy, cây đang rất nhiều nụ chi chít nhá. Đây, có những thân là đã rụng hết nụ và cây con đang mọc rất nhiều nhé các bạn nhé, cây con đang mọc rất nhiều nhé. 250 nghìn hoàng thảo ý ngọc. Còn đây em có một chút cái lan đùi gà dẹt, cái đùi gà dẹt này em bán giá là 200 nghìn 1 kg ạ, chuẩn hàng rừng Cao Bằng nhé. Thì cái này thì trực tiếp em đi thu mua ở dân Cao Bằng em ạ, thì cây đang cho nụ đấy ạ.
Chỗ này thì không có hàng dề nhiều, nó chủ yếu là những khóm rời thôi ạ. Khóm 2 3 thân rời, một thân có. Đấy, như khóm này là một thân tơ, một thân mẹ. Cây cũng đang cho nụ nhá các bạn nhé. Đây, cây đang cho nụ và xuống lá nhé các bạn nhé. 200 nghìn, chỗ này chỉ có 1 kg thôi nên cũng bán giá là 200 nghìn. Phải hơn hơn 1 kg. 200 nghìn 1 kg kiều dẹt nhé. Và còn đây là cái kim điệp xuân nha các bạn ơi. Lana kim điệp xuân em bán giá là 200.000 1 kg nè. Cây đang cho cây con rất nhiều ạ. Đấy, cây đã chút hết lá và đang bắt đầu cho những cái mầm cây con mới để lên ạ. Đấy, có những cái mầm rất nhỏ luôn ạ các bạn nhé. 200.000 1 kg kim điệp nhé. Và đây là cái lan hoàng phi hạc nhé các bạn nhé. Lan hoàng thảo hoàng phi hạc thì nay cũng đã hết mùa hoa. Hoa đã héo héo tàn hết rồi đấy, như này đây. Cánh nó màu trắng và có cái nhị màu vàng nhé. Đấy, lan hoàng phi hạc. Thân lá nó rất giống cái hoàng thảo kiểu đùi gà dẹt. Đấy, cây nó đã bắt đầu xuống lá rồi ạ. Nên là mùa này chúng ta mà mua 1 kg là được rất nhiều. Có cả những cái dề này thân lá nhỏ và cây đang cho mầm con rất nhiều nhá các bạn nhé. Chủ yếu là hàng rời không có hàng dề nhiều đâu các bạn nhé. Đây. Có những thân lá như này đây. Đây ạ. Đấy, cây đang cho cây con rất nhiều nhá. Trong lúc khai thác thì dân cũng có tỉa bớt thân già. Đây nhá. Đấy. Đấy, hoàng phi hạc nhá. Em bán giá là 200.000 1 kg ạ. Hoàng phi hạc và tiếp theo em giới thiệu cho các bạn cái dòng. Cái này là hoàng thảo nhất điểm hoàng. Có giá rẻ nhất hôm nay là hoàng thảo nhất điểm hoàng này có giá là 120.000 1 kg nhá. 120.000 1 kg, cây đang có hoa và đang chuẩn bị cho mầm cây con mới nhá các bạn nhé. Đấy. Đây là cái nhất điểm hoàng của em đây. Đấy, đấy, một bó như này phải có gần 2 kg các bạn. Cây đang cho hoa rất nhiều nhé các bạn nhé. Ui, như bó này toàn hoa chi chít nhưng mà bị hoa tàn, hoa là tàn hết rồi các bạn ạ. Nhưng mà hoa thơm lắm. Tuy rằng hoa tàn như này nhưng rất đang rất thơm. Em đứng cạnh đây mà hoa thơm sức nức mũi luôn ạ. Và còn đây em có cái hoàng thảo chuối ngọc nhé các bạn nhé. Cái hoàng thảo chuối ngọc này cũng mới tàn hoa. Thì em bán giá là 250 1 kg nữa. Đây là hoàng thảo chuối ngọc nhé. 250 1 kg. Và cái mặt hàng tiếp theo đây là mặt hàng đang có nụ đấy ạ. Đây là lan giáng hương bạch nhạn nhé các bạn nhé. Cây đang nụ đấy ạ. Đấy các bạn nhìn thấy nụ nhá. Nụ xanh mướt luôn. Cái lan bạch nhạn này hôm nay thực sự là rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy. Cây mà họ bó tép thành từng bó này không hề bị dập nát luôn các bạn. Rất đẹp, cây nào cũng đang có nụ hết nhá các bạn nhé. Riêng dòng này thì cây nào cũng đang có nụ hết ạ. Đấy. Tất cả cây nào cũng đang có nụ hết ạ. Đợt này cả nụ không bị dập nát luôn các bạn ấy. Đấy em kiểm tra này, bó nào không thì đây như bó này mất 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 đi một nụ này. Hầu như là cây nào cũng đang có nụ hết. Xem là những cây nhỏ nhỏ này có nụ không nào. Những cây nhỏ này không 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 cho nụ. Bị họng mân hỏng mất một nụ. Đấy. Một số cây nhỏ là không 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 được có nụ như bó này em sẽ chỉ gọi là thêm vào để cho đủ kg cho các bạn thôi. Mà những bó nó em sẽ tất nhiên là kể cả nửa kg thì em sẽ cũng sẽ chọn cố gắng cho nhân viên chọn làm sao mà các bạn sẽ được nhiều nụ nhất để mà xem hoa trong mùa tới nhá. Đấy như cây này nhỏ là chưa chưa có hoa này.
Đấy, những cây nhỏ nhỏ này chưa hoa, như cây này bị hỏng nụ. Ui trời, cây này to đẹp thế. Cây này to đẹp lắm. Cây này chưa chưa thấy có vòi nụ đâu các bạn ạ. Rất to nhưng mà chưa thấy có vòi nụ. Đây nhỉ. Cái bạch nhạn này em bán giá là 200.000 1 kg. Cây to đều đẹp luôn. Chỉ lác đác một vài bó là có cây nhỏ thôi các bạn ạ. Hầu như đều là cây to đều luôn. Và hàng rất tươi đẹp. 200.000 1 kg nhỉ. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu hết tất cả các mặt hàng lan mà hôm nay Ngọc Bền đã nhập về để cung cấp cho tất cả các bạn. Thì các bạn hãy cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0984754102 nhỉ. Còn những đơn hàng đặt hàng ở những chỗ khác thì em lại không, như ở trên Zalo em chỉ nhận phản ánh trực tiếp từ các bạn về hình ảnh mà mặt hàng mà các bạn đã nhận được, mà em sẽ không nhận đơn ở trên Zalo như đâu nhỉ các bạn nhé. Tại vì thời gian của em thì nói chung là em phải ngồi nghe điện thoại cả ngày luôn. Thì các bạn gọi điện thoại cho em thì luôn luôn gặp phải những cuộc máy bận liên tục, thì các bạn cũng phải rất thông cảm cho em là em sẽ không thể nói chuyện được ở trên Zalo với các bạn nhé. Nên là các bạn có kết bạn Zalo với em thì cũng thông cảm cho em nhé. Vâng, Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn nhé.